Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp một cách hiệu quả trong việc xây dựng phát triển thương hiệu uy tín chất lượng, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam đã cho ra mắt hệ thống mô đun phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và chống giả và đưa vào vận hành thử nghiệm phù hợp với điều kiện nhu cầu doanh nghiệp. Hệ thống truy xuất nguồn gốc và xác thực được xây dựng bằng công nghệ CheckVN đã được cấp bằng độc quyền công nghệ. Mã truy xuất QR sẽ số hóa quy trình sản xuất, góp phần chuyển đổi số trong doanh nghiệp, quản lý chất lượng theo thời gian thực, quản lý cấp cao và cấp trung, dễ dàng nắm bắt các thông tin sản xuất từ tổng quan đến chi tiết. Việc đưa mã QR CheckVN sẽ giúp doanh nghiệp chống giả mạo sản phẩm và minh bạch hóa sản phẩm, giúp các doanh nghiệp được đảm bảo uy tín trên thị trường và người tiêu dùng được đảm bảo quyền lợi.